Hello các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Quy Nhơn City. Hôm nay là một ngày nắng đẹp các bạn, sau hơn 10 ngày mưa dầm mưa về ở thành phố Quy Nhơn. Có nắng lên rồi, thì Thọ sẽ cập nhật một số điểm xây dựng của thành phố Quy Nhơn cho mọi người biết. Thọ đang đứng ở khu vực chung cư nhà ở xã hội An Phú Thịnh. Trước mắt các bạn đây là ba cái căn chung cư nhà ở xã hội An Phú Thịnh. Hiện tại theo Thọ thấy thì họ đã cắt nóc hết ba cái căn này rồi các bạn. Cắt nóc được một thời gian rồi. Bây giờ là đang hoàn thiện để mà cuối năm giao nhà cho khách hàng. Các bạn có thể thấy cái khu đính tránh này thì chắc chắn là cuối năm thì họ sẽ là kịp tiến độ giao nhà cho khách hàng, còn hai cái căn kia thì qua sang năm. Còn tốc độ xây dựng của khu đô thị An Phú Thịnh thì Thọ thấy thì khoảng tầm hơn chục cái nhà đang xây dựng ở ngoài các cái khu đất của An Phú Thịnh các bạn. Rồi, trong video này mình sẽ cập nhật luôn chung cư bên cạnh của An Phú Thịnh là chung cư Vina 2 các bạn. Chung cư Vina 2 thì hiện tại đang xây dựng lên tầng thứ 16 các bạn. Theo mình thấy đang tầng 16 rồi. Chung cư này nó cao khoảng 20 tầng các bạn. 16 rồi cũng tương đương với An Thịnh rồi, An Thịnh hình như là 19 tầng hay sao đó, 18, 19 tầng vậy các bạn. Đấy. Chung cư Vina 2 hồi trước thì cách đây mấy tháng thì Thọ cũng có cập nhật cho các bạn xem rồi, hồi đó mới cái tầng thứ 7, thứ 8 gì đó, bây giờ thì lên tầng thứ 16 rồi. Chung cư Vina 2 nó nằm sát mép của các con sông cho nên là khi mà lên đấy ở thì sẽ là rất là đẹp các bạn. Còn chung cư An Phú Thịnh thì cái hướng sẽ là nhìn ra quốc lộ 19 mới. Đấy, nói chung là cũng rất là đẹp. Video này cập nhật tình hình xây dựng ở khu vực An Phú Thịnh Vina 2 là ngày 17 tháng 11 nha các bạn. Mình thì chỉ là review các công trình xây dựng rồi du lịch trên kênh Quy Nhơn City thôi, chứ mình không có buôn bán bất động sản gì hết. Cho nên các bạn có nhu cầu tham khảo về nhà ở thì các bạn hãy đến trực tiếp các công ty để mà tham khảo nhé các bạn. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những cái video tiếp theo.